Đó, coi mà chỗ mà làm mà chả chả cuốn chả ra mà đó, có tôm mà tôm đây tôm thịt băm hay thịt gà hay thịt gì vậy? Thịt băm có nhiều loại băm, cái đây burro bún ngắm mắt cắt lá hàng bỏ vô chủ là gia vị. Bây giờ mình chỉ tôm mà tôm bự mình chỉ trộn lên thôi. Lát cái một cuốn đó, cũng ăn thơ làm ăn thơ bún ở dưới này nó thơ. Không cho điều ha. Ở dưới có bún nhiều quá thanh ha. Đã chưa? Chấm nhiều á. Ôi trời trời. Đó, mình phụ bà chủ làm xí nha. Ừ. Để mình ngầu tàu ngầu bóp. Múc cho đều á. Đều mới lắc nó cuốn. Thôi lạnh quá trời hả? Cảm ơn phụ giỏi không? Phải làm mà đưa cho mọi người ngầu quá. Đủ loại đồ ăn này. Gia vị hay lên làm gì đó. Bây giờ mà cái đây mà băng tán rén à, mà băng tán đi băng mà kiểu băng tán lén á, tại ăn lén nhiều á. Phải làm cho mình ăn lén à, mà, đây là băng tán rớ đó, băng tán dùng cuốn chả giò. Thôi, bây giờ đã làm mà tụng điều xong rồi, bây giờ thì mình làm nha. Nó có cái hai loại. Mình thích ăn cái loại này ha. Loại ăn ngon hơn, còn mấy cái loại này, mấy loại trong nhà hàng cũng làm cái loại nhỏ. Đó, cái bánh tán cuốn cuốn chả giò bán tán mình bác sĩ nha, nó làm hay quá trời thế. Cái miếng này nó có từ giói rồi, từ giói sẵn đậm lấy ra sợi nó hít rồi, từ giói rồi, nó từ giói đây, từ giói thôi, từ giói. Còn cái đây à, nghe chưa hả? Nó có từng lớp lớp hả? Có từ gió sáng hả?
Cần ở đây bột ở mừng mừng lỡ nha, cái đây dính chặt. Alin làm gì vậy Alin? Bây giờ mừng lấy từng cái nha. Lấy cái này nghe thích chặt lắm mà. À. À, đã không biết một cái này bao nhiêu miếng trong ngày à? Cây nó được bao nhiêu miếng trong ngày à? Không có được á. Không có miếng. Ngắm có biên bao nhiêu cái ké này nghĩ cũng nhiều bằng lót. Có 50 á. 50 ké hả? Mở ra coi. Kéo lên. Kéo hết lên. 50 to tổ phạt kìa. Thấy không? Chỗ nào đâu? Nó được cái 40 phải không? Cái biên cái tiếng đầu. Đó 40 á. Đó. Đây cái miếng 40 á. Tiếng ra tiếng của nước của người ta coi đâu. Dạ. Cái này có 40 ké đâu này. Cái biên tiếng tàu á. Làm gì dục hư bàn hư gớ nha. Thì cục á. Đó, coi bà chủ bà ngói à. Hồi xưa bà ấy mà làm bà ngói á. Bây giờ bà không làm mà làm ở nhà. Ngói kiểu đẹp á. Đẹp đâu đẹp. Kiểu đơn giản mà đẹp. Có hai loại trong đó. Mình nghĩ là chắc nhiều người ta gói chỉ có một loại thôi. Còn gói hai loại. Hai loại ăn khác biệt hơn. Bên kia có rồi. À. Coi ngày lỡ thần dân bông vẫn còn tươi. Thấy còn tươi không? Mấy 4-5 tuần luôn rồi. Đó. Nếu mình để bánh tráng ghế ở ngoài cũng đẹp á ăn. Đó thì bỏ ngồi cho đẹp á. Bỏ lại lúc mình chiên ăn á có giòn giòn á, mình tức mình làm đâu mà. Thằng bà thằng tức làm có một lốp à. Thằng bà kêu làm ngày tiền nhiều á, không biết bà làm hai lốp luôn. Tiền nhiều mà họ đỡ không biết làm gì mà mua hai lốp gì mà bà bấm. Rồi. Ông này. À. Quảng cáo bậy thế. Bây giờ dục xuống sợ không có rớt nha, chặt luôn thấy không? Đẹp chưa? Quá đẹp rồi. Cuốn là thấy không? Cuốn tông này. Chiên không sợ bung thịt nha. Chỉ cầm xong cắn thôi, cặp vào vô miệng ăn thôi. Chụp bằng tay bằng luôn rồi. À, cuốn được ngửa tiếng chưa ta? Chắc ngửa tiếng rồi được đóng quá trời nhiều. Còn cái máy cái. Đó, chiên đó. Chiên được máy cái đâu à?
cái đây mình chiên vừa vừa được được chéo á, cắn thử ăn nóng á. Lấy nước chấm không? Không. Còn không? Cái giòn lắm rồi đó. Chấm không? Muốn chấm không? Kệ mày đưa tân ớt nè. Mày chấm tham. Tham cầm luôn đi. Tham. Vừa rồi không? Đâu cần chấm nè. Bây giờ mà nó cuốn nó người ta ăn nó giòn ngọt không? Tại có bánh tráng rế trong đó mà. Cái rế không? Cái hai loại á. Giòn ngọt mà. Giờ giống như bột đơn giản hả? Tại một cuốn nó tựa là ăn ngon khá không? Giòn. Ngon quá. Ngon quá, ăn không? Ăn. Ăn ngon. Làm phải ăn hết rồi. Giòn ngon. Tương ngon. Ngon. Ngon.